Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Học Từ Đâu. Với video tiếp theo này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt một cái plugin SEO. Đấy là plugin All-in-One SEO Spec. Như các bạn đã biết thì cái việc mà chúng ta viết bài viết xong đấy các bạn muốn kiếm thật nhiều lượt view vào web của chúng ta thì chúng ta cần phải biết một chút về kiến thức về SEO. Và thông thường ấy thì để đẩy nhanh cái quá trình đấy thì chúng ta thường sử dụng một vài cái plugin, người ta sẽ giúp cho chúng ta bớt được một vài cái bước. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sử dụng cái plugin All in One SEO Spec và các bạn version này là version 2.2.7.2. thì để cài được plugin thì các bạn vào mục plugin và các bạn chọn Add New và các bạn gõ cái tên này vào thôi. Sau khi các bạn cài cái plugin này vào thì các bạn Add Tick cái plugin này. Khi các bạn Add Tick thì dường như là không có vấn đề gì xảy ra ở trên cái dashboard cũng như là trên cái plugin. Và các bạn cần phải xem sự thay đổi của nó ở trong cái phần bài viết. Các bạn chọn Post và các bạn chọn Add New. Các bạn chọn Add New thì nó sẽ có một cái phần đây. Cái phần All in One SEO đây. Đấy thì cái phần này sẽ giúp các bạn SEO cho cái bài viết này. Ví dụ chúng ta sẽ viết được cái bài ABC nào đấy. Và cái nội dung thì các bạn viết vào đây. Xong đấy thì xuống dưới cái phần cài đặt SEO thì cái phần title, tức là cái phần tiêu đề. Cái phần tiêu đề này thì mình nói thêm một chút, đấy chính là ví dụ các bạn muốn SEO một cái từ khóa ví dụ như là hot girl chick chẳng hạn. Các bạn muốn SEO cái từ khóa này nhé thì ở trong cái tiêu đề của các bạn là cần phải có được cái từ khóa này. Và từ khóa này thông thường ở vị trí càng đầu thì càng tốt. Ví dụ như hot girl chick xinh đẹp vô đối chẳng hạn. Đấy thì là nó tốt hơn. Cái từ hot, từ các bạn cần SEO ở đầu tiêu đề thì nó sẽ tốt hơn. Và tiếp theo nữa thì nếu như các bạn cũng có thể viết rằng là sự thừa của hot girl chính chẳng hạn thì cái này nó không tốt bằng. Các bạn nên nhớ cái từ hot girl chính là từ chúng ta muốn SEO, và từ chúng ta muốn SEO thì nên để vào đầu tiên của tiêu đề. Tiếp theo nữa cái phần description, tức là phần mô tả thì các bạn nhìn thấy nó thay đổi trên này này, mình làm cái gì ở dưới này nó thay đổi lên đây. Cái phần mô tả thì các bạn vui lòng là nhập lại cái từ hot girl chỉ nick, tức là cái từ chúng ta cần SEO khoảng 2 lần gì đấy, nhưng mà các bạn nhớ là viết cho thật tự nhiên. Các bạn đừng có copy nguyên cái tiêu đề này. Mà các bạn chỉ cần viết là hot girl chính x là những video hoặc là những hình ảnh tổng hợp của những người đẹp sinh năm 1990 chẳng hạn, vân vân. Như thế thì là các bạn làm sao mà chèn được cho mình cái từ hot girl chính x lặp lại 2 lần, và cái lần này cũng là lần đầu tiên ở trong cái từ của đầu tiên ở trong cái từ description, chính là cái từ khóa chúng ta cần phải SEO. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thêm những cái từ khóa phụ, ví dụ như là hot girl 9x thì các bạn cũng có thể là điền thêm những cái từ khác, ví dụ như từ duyên dáng hoặc là từ người mẫu vân vân. Thế các bạn tùy các bạn. Sau đấy đến phần keyword, tức là cái phần để liệt kê bổ trợ cho cái từ khóa 9x này. Thì các bạn cũng có cái từ khóa hot girl 9x, xong đấy thì các bạn phẩy và các bạn điền ví dụ người mẫu chẳng hạn, hoặc là scandal 9x chẳng hạn. Đấy thì các bạn cứ sau mỗi cái từ khóa các bạn làm cho mình cái dấu phẩy để cho giúp Google chúng hiểu rằng những cái từ khóa này sẽ bổ trợ cho cái từ hot girl 9x, bổ trợ cho cái tiêu đề của chúng ta. Và tiêu đề thì là một từ khóa chính ở đầu tiên và những cái từ khóa phụ. Đấy thì các bạn tùy các bạn nhé, tùy các bạn.
Thì đây chính là một cái kiến thức chút chút mà mình biết về SEO. Ngoài ra thì các bạn muốn SEO tốt thì các bạn còn phải đi link, còn phải backlink, còn phải nhiều thứ lắm. Thì nếu mà có cơ hội thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái kinh nghiệm của mình đã có ở những video tiếp theo. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chọn là tích chọn, tức là chọn không index cái thẻ meta này, rồi không no follow cái robot này, meta robot này. Xong đấy thì nếu mà thông thường ấy thì các bạn có thể chọn tích hai cái này, tức là không cho cái robot index cái thẻ meta. Xong đấy thì các bạn bấm public thôi. Public, khi các bạn bấm public thì ở trong cái phần bài viết của các bạn sẽ có được những cái thông tin như thế này, và Google sẽ hiểu được là cái bài của chúng ta là có tiêu đề như thế này, có mô tả như thế này, và có cái từ khóa keyword là như thế này. Và chúc các bạn thành công và share được những từ khóa hot lên top, và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.